Chào anh em nhé, hôm nay sẽ hướng dẫn anh em cách làm cắp cam 360 vào màn zin cho Hyundai Creta này. Đấy. Con này đây là màn zin của Creta này, đây là bộ của CPU, đây anh em nhìn này. Đấy, ăn cả tất cả ken đánh cửa luôn, anh em đấu đúng nhiều nó mới lên nhé. Đấy, con này là bộ tổng của màn hình này. Đấy. Tổng của màn hình thì đầu tiên là anh em mình sẽ cắt đôi dây hồng ra. Đấy, một đầu dây hồng. Về căn bớt thì anh em mình đấu vào dây. Đấy, nó có dây chuyển AV này. Anh em đấu vào đây thì nó là dây kích chuyển xi nhan lùi các kiểu. Đó. Còn dây xanh này nó sẽ là dây đánh lái này. Đấy, anh em mình phải cắt đôi ra. Cắt đôi ra, nếu mà anh em đấu cái dây xanh này mà về hộp thì nó sẽ bị sung. Đấy, anh em cắt đôi ra và đấu vào hộp. Đấy, đây là dây căn bớt đánh lái. Đây là bộ dùng chung hay OLED nó giống nhau. Đấy, thì con này đấu vào dây xanh này, nó ở chân này. Đấy. Còn con này đấu là dương mê lại mát, còn hai dây ken nhé. Hai dây ken này anh em mình lấy dây cụm điều hòa này, nó sẽ là dây 7, dây chân 7, chân 8 này. Nó là màu xanh mê lại màu cam. Ok, còn rắc chuyển con này là cắm zin. Đấy, anh em mình mua cục interface. Interface của cam về. Interface của Hyundai về, nó sẽ có hai cái rắc này. Ok. Đấy, nó sẽ ra dây AV này cho anh em đấu. Còn trên này anh em có thể đấu đánh lái vào UART 1 được dây màu đỏ nha. Là cũng thể có thể lên được đánh lái. Đấy, nó phải UART nhưng mà nó phải chân này, trong cái hộp này thì mới lên được. Đấy, ok. Con này nó sẽ gạt mã là căn bớt của lên màn đúng ken thì gạt mã là 678. Đó, anh em mình lấy vào con này. Ok, còn trên này thì cam bớt đánh lái thì anh em gạt mã 6 dùng chung cho Hyundai. Ok, chào anh em.